Xin chào và trở lại chương trình của The VLKT News và bản tin tức của Hoa Kỳ. Trên màn ảnh chúng ta là logo của hai đại công ty truyền thông. Công ty thứ nhất là Thời báo New York Times. Công ty thứ hai là The Washington Post. Washington Post, ông chủ là Jeff Bezos của công ty Amazon. New York Times là một kẻ truyền thông cấp tiến vĩ đại, cánh tay nối dài truyền thông của đảng Dân Chủ. Hai kẻ này đúng thật sự là hai con trùm pha ke. Trùm pha ke là pha ke news. Cái truyền thông đã giải thích sai sự thật về bình luận của Tổng thống Trump và đưa thiếu cái bối cảnh đầy đủ. Đó là cách mà thật sự tụi nó chụp dò ông Trump từ 2015 cho tới ngày hôm nay. Một trong những xu hướng bực tức của truyền thông quốc gia là sở trường của nó, là lấy việc một câu chuyện thật sự hấp dẫn hoặc thậm chí hấp dẫn vừa phải để bóp méo nó thành một cái gì đó đơn giản không trung thực, hoặc tệ hơn nữa là fake news. Trong một cái trường hợp gần đây liên quan đến hai bài bình luận riêng biệt trên tờ báo New York Times, Washington Post, cả hai đều nắm bắt cùng một trích dẫn trong một cuộc phỏng vấn truyền hình gần đây của ông Trump, cựu tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Họ trích dẫn câu nói này trong bối cảnh ban đầu. Sâu sắc của nó hoàn toàn để củng cố những câu chuyện mệt mỏi của họ để bịa đặt chụp mũ ông Trump và cho rằng cái nền dân chủ đang bị đe dọa. Chúng ta cũng không ngạc nhiên đâu. Bây giờ chúng ta càng sống qua cái giai đoạn của ông Trump, rồi chúng ta sống qua giai đoạn của ông Biden, rồi chúng ta thấy người Mỹ trên thực tế cũng chẳng có khôn lanh gì cho lắm đâu. Và gần như họ rất dễ bị tẩy não và kích động. Mà đặc biệt hơn nữa, tới ngày hôm nay, cái nền kinh tế của ông Joe Biden mà nhiều người vẫn quỳ gối và worship cái nền kinh tế này và cho rằng cái nền kinh tế của Biden là tuyệt vời. Con mù Jamele của tờ báo New York Times đã trích dẫn nói rằng ông Trump có kế hoạch biến bộ tư pháp chống lại đối thủ chính trị của mình, truy tố những người chỉ trích và đối thủ của mình. Wow, một tổng thống truy tố những người chỉ trích đối thủ của mình gây sốc phải không? Ây cha, tờ báo chụp mũ ông Trump, nhưng mà trong bản chất ông Biden đang làm tương tự như vậy. Kể cả luôn con mụ Catherine, tức là Catherine của tờ báo Washington Post đã đề cập cùng một trích dẫn mô tả nó là kinh hoàng, rằng ông Trump đang đe dọa sử dụng quyền lực của tổng thống chống lại đối thủ chính trị để trả đũa cho những cáo buộc bức hại của ông. Tuy nhiên, cả hai cái nhân vật trái mó này chỉ sử dụng một phần nhận xét của Tổng thống Trump để cung cấp sự hiểu biết toàn diện, và dưới đây là ngữ cảnh bổ sung của nó. Người phỏng vấn Univision hỏi: bạn nói rằng đảng Dân Chủ đã vũ khí hóa bộ tư pháp, họ đã vũ khí hóa FBI. Ông sẽ làm gì điều tương tự nếu ông tái đắc cử thưa ông Trump? Ứng cử viên Trump trả lời: chà, ông ấy, ông Biden đã giải phóng một thứ mà mọi người chúng ta đều biết điều này trong 100 năm. Chúng ta đã theo dõi các quốc gia khác làm điều đó. Trong một số trường hợp nó đã có hiệu quả. Trong các trường hợp khác, đất nước đã bị lật đổ hoặc hoàn toàn không hiệu quả. Những gì họ làm là họ đã thả cái đèn thần ra khỏi cái hộp. Bạn hiểu điều đó. Họ đã làm điều đó mà không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Họ đã làm điều đó cho phép cái đảng tiếp theo, ý tôi là nếu ai đó, nếu tôi tình cờ trở thành tổng thống, tôi thấy ai đó đang làm tốt và đánh đập tôi rất tồi tệ, tôi nói hãy xuống và truy tố họ. Chủ yếu là bạn biết đấy, họ sẽ ngừng kinh doanh, họ sẽ ra ngoài, họ sẽ bị lỗi ra khỏi cuộc bầu cử. Câu trả lời đầy đủ, thậm chí còn hấp dẫn hơn. Nhưng cái điều của hai con mụ trong cái tờ báo Washington Post và tờ báo New York Times thuận tiện đã bỏ qua là ông Trump không đưa ra lời đe dọa vô cớ liên quan đến kế hoạch của mình nếu ông tái đắc cử. Ông đã miêu tả chính xác cái kết quả logic của việc hình sự hóa phe đối lập chính trị. Khi cái đảng cầm quyền trở thành cái đảng mất quyền lực, họ cũng trở nên dễ bị tổn thương như vậy. Đây là những người tôi gọi là hoàng vốn. Không có nghi ngờ gì về việc ông Trump và những người ủng hộ Tổng thống Trump quan tâm đến nó. Tuy nhiên, cái điều quan trọng là không bỏ qua câu chuyện hậu trường về cách chúng ta đến cái thời điểm này. Đó là khía cạnh hấp dẫn nhất của câu chuyện. Trong kế hoạch lớn hơn,
Các phương tiện truyền thông sẽ phục vụ khán giả của họ tốt hơn bằng cách mô tả một căn bằng về sự kiện và trích dẫn để có thể chụp mõ ông Trump. Ấy ông Trump nói là gì? What around come around. Nhưng không có nghĩa rằng là ông Trump sẽ toàn bộ sử dụng cái quyền lực của ông trong cái bộ tư pháp để truy tố những người mà trên thực tế nó không có tội, giống như ông Trump không có tội, tôi giả sử như vậy. Mà đó là câu chuyện của The VLKT News. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.